Bắt này là một mình quá. Bắt đâu ra vậy trời? Hết rồi, đâu hết rồi. Phải cam. Phải luôn á. Hai hai hai. Ồ, má ơi, các cái thằng Việt Nam nó cứ xài cái súng rồi. Ồ, má game này, đồ mô gì vậy?
Oh shit, má độc. Ăn trái hồng đi nè. Oh, chết chết chết, có được rồi chết. Lần là thêm. Cái súng này cũng không phải là mạnh đâu. Ê, hơi yếu đi. Ừ, nhưng mà lên gắn cái nòng nhắm là nòng silencer là tốt. Mà nó vẫn khá là yếu. Thế là thôi, hơi thất vọng. Ở cái súng nó sẽ mạnh hơn chút nhưng mà ok. Chắc là trong cái liệu cái test thì nó là mạnh quá. Phải giảm cái đam xuống. Có thể. Đều, đều. Oh yeah. Oh, xong. Hey. Có không hiểu tại sao. Ô có 35 giọt à. Có game này logic vào lò. Nó lại chết. Chết đâu ra nữa. Chỉ vậy thôi là đủ. Chỉ thôi là đủ. Phải. Cái đứa nó nhắm hay gì á. Tôi biết tại sao nó nhá, nó bắn được cái đó nhưng mà ok.
Wow, 80-14. Sạch thiệt, sạch thiệt. Ok, chơi thêm trận nữa. Thêm đế match 100 kill không dễ đâu. Và khó đấy. Né nhạc đúng rồi. Đúng thiệt. Trời ơi, kéo đúng lúc thiệt. Ok, trong trận này mình đi thì nó không là có nhiều bug. Rồi cái trận trước làm cho mình muốn bỏ game luôn á. Logic. Chứ giờ có thể trade được à? Thì mới đấy. Ờ thì thấy Phantom Force lém dám làm gì. Tình ha, đang thấy tụi tìm ta lại về ở trong chat vậy. Chứ nói thiệt chứ trận này mà nó bất nhiều thứ thôi cho là bỏ game kia luôn. Game bắt quá sao cho nổi. Thôi ơi. Bà đi một đường luôn đi. Có mấy đứa này tối mà chạy từ đông đông sang tây, tây sang đông, nam bộ ra bắc bộ ra nam bộ, chơi đường nào cũng nóng thôi. Sao đâu. Không có chỗ nào mà nó có lạnh đâu. Trừ Đà Lạt, trừ Sapa ra. Trừ Sapa hình như và Đà Lạt thì nó mát. Ồ, bắt kêu. Tại sao anh? Con, em chơi dở quá, một tình tới đây là cái tốt. Ồ, ổng ăn triple kill kìa, hay. Em sẽ chết mất trời ơi. Đây là phiên bản độ tập mới à. Mình chưa từng thấy cái này luôn á. Oh shit. Oh shit.
coi tại sao nha. Như là kẻ đòi nợ hay sao, nó muốn tôi thiệt đi. Ô, em này kỳ vậy trời. Từ khi gì em ơi, nói thẳng ra cho anh đi. Từ khi chúng ta chết trong giường hả? Oh shit. Đang tới đây. Wow. Oh shit. Ông xin số điện thoại kia mọi người ơi. Ai clip được cái này không? Gọi điện 113 liền. Báo cho nó. Come on. Anh đã bắn giỏi gì? Ờ nhìn cái chuyện gì đây xảy ra trong cái chat chị.
đéo đây xảy ra gì chăm chép gì. Mọi người ơi, nếu mọi người có thấy tin nhắn này, hiện giờ ai có thể báo cảnh sát chúng tôi được không trời? Đừng có chết. Nó muốn gọi cho là không biết cái chuyện này là thùy khai giả nữa đây, nhưng mà thế là thiền thì thôi chết mẹ nó rồi còn đâu nữa. Mà con mà không 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 dám chạm vào đâu. Oh. Chuyện gì nó xảy ra đây đây rồi. Wow, cái chết đó là hơi gớm rồi đấy, thiệt chứ. Trễ quá nha. Sang được. Thôi, mình giờ nghỉ nha mọi người.